vậy không? Chị nghĩ hả, có nhiều cách lấy lòng chị Hạnh mà. Thì có nhiều cách, nhưng mà tại chiếc vòng này á, là chị Hạnh rất là quý. Giống như là một cái vật, một cái kỷ vật vậy đó, mà tự nhiên mất tiêu. Rồi tự nhiên ở đâu bên nhà của ông Vũ xuất hiện một chiếc vòng y như vậy. Chị thấy đi, không nghi ngờ làm sao được, không làm rõ làm sao được. Rối não quá. Thì bởi em cũng thấy lo cho gia đình đó. Nè nè nè, hiểu rồi đó ha. Dạ. Mai á là em chưa lấy Hải Anh đó, mà chị thấy cái mồi á là em á sợ chồng rồi đó ha. Sợ mẹ chồng, sợ nhà chồng, lúc nào cũng lo. Chứ vậy có cần thiết phải làm vậy không? Ồ, chồng mình thì mình sợ, chứ mình có sợ chồng thiên hạ đâu, có gì đâu mà ngại ngùng. Trời ơi, sống như vậy á là thiệt thân lắm á. Nhảy nhìn tôi đi. Hãy như lệ, đừng như Lam. Ủa Lam sao? Em thấy chị Lam ổn mà, có gì đâu. Ủa, em thấy chị Lam bình thường mà, có gì đâu, ổn mà. Lam. Cái gì? Hôm qua giờ em có thấy vợ anh đâu không? Dạ không. Ủa, có chị đây nữa hả? Tôi tên Lệ. Biết rồi, tại đang rối quá. Hôm qua giờ Lệ có gặp Lam không? Có liên lạc gì với nhau không? Không, không biết gì hết trơn á. Vợ của tôi không có liên lạc với hai người đúng không? Dạ không. Là không có liên lạc, không có qua đây. Ủa, nhưng mà hồi nào giờ, từ lúc lấy nhau tới giờ, hai vợ chồng chưa có bao giờ Lam đi đâu ra khỏi nhà ban đêm mà không bao giờ nhắn tin báo trước hết. Là đi đâu là cũng phải báo hết. Tại sao lần này bỏ đi, đã về còn tắt điện thoại, gọi không được, không liên lạc được luôn. Tôi hiểu rồi. Có khi nào là hôm qua ông làm một cái chuyện dễ động trời hả? Cho nên nó Lam nó mới giận dỗi nó bỏ đi. Nói cho hai người biết nha. Tôi là một mẫu người đàn ông sợ vợ âm thầm. Mà một người đàn ông sợ vợ thì làm gì có chuyện làm cho vợ mình giận được đúng không? Đó, tại vì cái kiểu mà sợ âm thầm của ông đó, Lam nó không thích. Lam nó thích cái người đàn ông mà sợ vợ lộ lộn. Ông kính chứ vậy ông lộ qua đi nghe, nó mới không có bỏ đi. Phải lộ ra hết luôn hả? Ừ. Thôi mệt quá. Tại vì trước khi đi á, vợ có để lại một tin nhắn. Tin gì ạ? Tin gì ạ? Vợ nói là anh đừng tìm và kiếm em nữa, vô ích. Chừng nào thích em sẽ về. Hiểu à. Chưa đâu, còn có cái clip quay hồi chiều nữa nè. Muốn gì? Coi không? Có. Chuyện thì ớn. Để cho coi không? Cũng may tôi thích quay mới có cho mấy người coi á. Đâu có gì đúng. Theo ông bà xưa đó thì bây giờ cái đời này hả, nó xóa hết rồi. Mà theo má thấy cái câu tứ đức tam tòng đó là hay. Lam à, con nhớ cái câu đó nghe con. Dạ dạ con nhớ mà, con đâu có bỏ gì đâu mẹ. Mẹ, vậy con bỏ được không mẹ? Còn con hả, thì phải coi là cái thằng chồng tương lai của con nó làm sao, nó có yếu kém hay là nó có cái gì không, thì lúc đó đó là con phải bắt nó tòng con mới được đó. Ủa mẹ, nếu mà nói như mẹ thì mình tính mà giống như là chồng mà thua vợ, hoặc là chồng hơn vợ điểm nào, thua ở điểm nào, hơn ở điểm nào, bằng ở điểm nào. Ví dụ như cái trường hợp con với anh Hổ nè, thì mình tính như sao hả mẹ? Đúng mà. Tôi mới dạy cô cái câu tứ đức tam tòng đó hà, nó vân vân dạ dạ, rồi bây giờ cái tự nhiên nó bắt chồng nó phải tòng theo nó là sao? Mẹ ơi, mẹ nói vậy là tội cho con rồi, con đâu có bắt ý định là tòng tiết gì đâu, nhưng mà cái mà con đang nói ở đây là nó xảy ra đúng như vậy mà, cái đó là sự thật mà, con đâu có nói gian nói dối gì đâu mẹ. Mẹ đúng rồi mẹ, chị đâu có nói ý đó đâu, nhưng mà chị ám chị như vậy nè, tức là chị làm ở một công ty lớn, công ty của nước ngoài, còn anh Hổ là làm ở một công ty nhỏ, là nhân viên kế toán quèn thôi, đúng không chị? Anh Hổ, anh làm gì vậy? Anh không thấy nhà mình đang gây lộn hả? Thì anh quay phim để nữa coi lại biết ai đúng ai sai, mà nếu có tranh chấp kiện tụng ra tòa, có bằng chứng trong tòa ông xử. Dẹp cái máy đi! Cái con gà kia, ông có binh vợ ông không? Hả? Trong cái chuyện này rõ ràng đó là con Lam nó bị quan. Ông phải ra binh vợ, chứ không thôi là má của ông nè, với em của ông hiểu lầm vợ ông chứ. Muốn lắm mà không có binh được. Tại sao? Tại vì hai vợ chồng có một thỏa thuận ngầm với nhau rồi. Tức là trong phòng ngủ á là không sao, mà bước ra khỏi phòng ngủ một cái á, là Lam phải đóng vai là người phụ nữ sợ chồng của mình. Nói một là nghe một, không có được cãi.
làm vậy để cho vợ được mẹ và em gái thương, cho nên là không có bên được. Rồi, hiểu à. Quá ức chế. Đường Đường nè, tôi nè là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Ở công ty tôi chỉ cần trừng mắt hoặc là tôi chỉ cần một tiếng là nhân viên chạy răm rắp. Mà sao tôi này về nhà này, tôi phải nhường nhịn mẹ chồng, tôi phải coi sắc mặt của em chồng, và tôi phải luồn cuối luôn cái cảm xúc của mình trước chồng mình. Tôi cảm thấy là tôi quá sức chịu đựng. Tôi ức chế. Tôi... Đó, thấy chưa? Bây giờ mới òa vỡ. Những cái điều này là hồi nào tới giờ tôi nói hoài à. Tôi nói là mình phải sống thật với cảm xúc của mình, chứ bây giờ mình cứ kềm nén như vậy hoài, một lúc nào đó mình cũng sẽ điên. Thấy chưa? Tôi nói rồi. Chị? Hả? Gì? Chị đúng là chuyên gia số 7 luôn á. Sao số 7? Nè, mỗi lần mà em thấy nha, cái chuyện tình cảm của ai hoặc gia đình ai mà có chuyện xích mích gì một chút xíu thôi ha, là chị quậy cho nó bành kỳ lên, xong rồi cái chị xúi người ta bỏ nhau. Mọi người tập trung như tôi nè, mọi người tập trung như tôi là đang có chuyện nè, hai người đừng có cãi nhau nữa. Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ cho tôi hỏi thiệt nè, rồi hôm bà đi bụi đó, bà ở đâu? Tôi ở lại văn phòng tôi, ở công ty. Tôi ngủ một mình tôi trên sofa. Một mình tôi trên sofa lạnh lẽo cô đơn. Ủa lạnh lẽo cô đơn vậy mà không chịu về nhà. Cô đơn chắc là vui lắm nhỉ? Vui chứ. Nè, sẵn xách đồ luôn đi nè. Đó, đi là đi luôn. Đi rồi sẽ đến. Tôi đi luôn. Tôi đi rồi tôi lạc trôi luôn. Lạc trôi. Thời thiệt luôn á. Người theo hương hoa mây mùa dâng. Tao gửi mày lên bàn thờ đó. Thật vui đầu hóa kiếp. Tao chôn mày liền đó nha. Nấm bồ còn đây còn xanh bãi cỏ. Nói theo tôi á, là cái chuyện này dù có giận cỡ nào chi nữa bà cũng phải quay trở về nhà. Tôi sẽ đi về. Ủa? Tôi đi về không phải là vì tôi nhường nhịn, không phải là tôi sợ hãi, mà tôi đi về để tôi đòi cái quyền bình đẳng cho chính bản thân tôi. Hết chiều đó rồi, tại sao mà có thể đối xử với tôi được như vậy? Tôi sống một trong một cái căn nhà mà tôi không có một bất kỳ một cái gọi cái quyền công dân gì hết. Tại sao mà có thể đối xử với tôi như vậy được? Hả? Tôi đi làm mà, đường đường tôi cũng là trưởng phòng một cái công ty nổi tiếng. Tôi làm có tiền, tôi có điều kiện kinh tế thì tại sao? Hả? Anh Hổ, bắt đầu từ giây phút này trở đi là tôi sẽ không bao giờ làm theo cái thỏa thuận của tôi với anh nữa. Anh phải sợ tôi. Bây giờ tôi không có nói thì tôi quá ức chế. Bây giờ, má muốn má ra đây nói chuyện với con đi. Anh ra đây nói chuyện với tôi đi. Mọi người ra đây nói chuyện với tôi. Tất cả mọi người ra đây nói chuyện với tôi. Ra đây nói chuyện với tôi đi. Tôi bị ức chế lắm rồi, mọi người ra đây nói chuyện với tôi đi. Ba ơi. Gì nhà yến tanh vậy trời? Khi nào em về nhà, mở clip mới nhất trong cái máy điện thoại phụ của anh ra để coi. Alo, 1, 2, 3, 4, thử máy. Chào em, anh xin lỗi em vì clip này nó hơi kém chất lượng về hình ảnh lẫn âm thanh, là do anh quay bằng cái số phụ trong cái điện thoại phụ của anh, em thông cảm nha. Mẹ anh nói, ông bà xưa có câu, lấy độc để trị độc. Em là người đã bỏ nhà đi mà không nói cho ai biết bất cứ tiếng nào. Đã vậy còn khóa máy. Chính vì vậy, anh, mẹ anh và em gái của anh sẽ bỏ nhà đi và không nói cho em biết tiếng nào hết. Chúc cho em vui, khỏe mỗi ngày. Vậy nha, chào em. Bây giờ mấy người đó muốn hợp tác để chống lại tôi.
Tôi bây giờ tôi phải làm sao đây? Chứ bây giờ trong nhà mình tôi à, trời ơi. Đó, bà nhìn đi. Bây giờ trong căn nhà này chỉ có một mình tôi thôi. Đúng rồi. Một mình tôi sở hữu nguyên căn nhà to lớn này. Tôi là nữ hoàng ở đây. Chúc mừng. Bởi vậy tôi cảm thấy tôi rất là đau khổ. Ủa gì vậy á? Ôi tôi là nữ hoàng, tôi rất là vui, nhưng tôi rất là đau khổ. Ủa tôi hiểu gì hết trơn. Sao tâm lý gì đâu không ổn định vậy? Là sao? Ê mà nói nghe nè, bà là bạn thân của tôi. Ờ. Thì bà cũng hiểu tính tôi. Ừ. Bà nói thiệt đi, bà có thấy tôi kỳ không? Không có kỳ, mà gọi là quá kỳ. Cái gì vậy? À, thì à, có sao đâu, trời ơi, bà biết tính tôi hay cà rỡn, hay nói chơi gì mà. Trời ơi, chứ lúc nào tôi cũng ủng hộ bà. Bà yên tâm đi, thậm chí bà làm sai tôi cũng ủng hộ luôn. Cái này là bà sai đó. Sai à? Bà sai đó. Nếu mà tôi làm sai thì bà phải chỉ cho tôi thấy cái chuyện đó không đúng, làm như vậy là sai, làm như vậy là có thể làm buồn lòng nhiều người, chứ đâu phải là tôi sai rồi bà ủng hộ tôi đâu. Hiểu. Hiểu rồi, hiểu rồi. À bây giờ nói gần nói xa không qua nói thiệt hen. Sao hối hận rồi phải không? Ăn năn những cái việc mình đã gây ra cho gia đình chồng rồi phải không? Gọi điện thoại năn nỉ chồng, năn nỉ gia đình chồng lấy cái xe ra đón mọi người trở về gia đình sum họp. Điên hả? Hả? Tại sao tôi phải gọi điện thoại? Ổng không gọi tôi thôi chứ từ lúc tôi mở máy lên á, không thèm gọi tôi cuộc nào luôn, mà thấy không? Bà điên hả? Cái chuyện này á là tôi không có ủng hộ bà. Bà phải biết đó là khi mà mẹ chồng bà bỏ đi như vậy là tâm lý mẹ chồng bà rất là sốc. Ông là con thì ông phải đi theo ông năn nỉ má ông. Tự nhiên giờ cái không cái đang ngồi năn nỉ má, cái vợ gọi cái trả lời, làm gì mà má giận thêm. Sao ông dám bắt máy được? Bà cũng biết là tôi lúc nào cũng gây hấn với lại mẹ chồng với em chồng. Cỡ tại là tôi thương chồng tôi thôi. Đó. Nhưng mà tức nữa. Ừ? Quanh đi quẩn lại cũng là về cái điểm xuất phát là chồng tôi vẫn sợ mẹ chồng tôi hơn là tôi. Thì bây giờ bà tư vấn cho tôi một cái cách nào đó mà chồng tôi phải sợ tôi hơn mẹ chồng. Cái con dâu gì á mà ngang ngược bướng bỉnh thấy mà ghét. Bà ơi, chắc tôi nghĩ như vậy nè, lúc mà má của con Lam mang bầu nó đó, chắc bà khoái ăn cua lắm đó, cho nên bây giờ hả con Lam nó ngang như cua vậy đó bà. Chắc vậy rồi, gì nữa. Ừ. À bây giờ tôi cho nói vậy. Bây giờ tôi muốn bà đó với tôi á đóng một cái vai. Bây giờ bà đóng vai tôi đi. Ồ, rồi tôi sẽ đóng vai con Lam. Cái mình làm giống như cái chuyện hôm qua tôi với Lam vậy đó. Thôi thôi thôi, cái này khó quá, bỏ đi bà. Thứ nhất là tôi không biết diễn. Thứ nhì là tôi không thể nào mà tôi diễn dữ. Ờ không, tôi không thể nào mà tôi đóng vai của bà được. Rồi tôi làm không được, bắt công bà la tôi thì sao? Gì đâu mà cháu nhẹ nhẹ không có đó. Đâu có phải mà bắt bà làm cái gì khó đâu. Bây giờ đó, bà đóng vai tôi đúng không? Tôi hiền lắm, tôi đâu có giữ cái gì đâu. Bà thấy rồi đó. Bây giờ bà vô cái vai của tôi, bà chỉ cần nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào một chút là vô đứa cái vai má được phải không con? Hiền của em, bà hiền lắm. Hiền lắm. Ừ. Mẹ hổ sinh con hổ mà. Ừ. Rồi, rồi. Là bây giờ là bà muốn là tôi là bà. Bà là con Lam. Tôi phải là bà. Ừ. À, bây giờ bắt đầu. Bà ra đây. Rồi giờ con quay. Con quay cho má. Quay là nghề của con. Ừ, con bỏ thích quay cái clip cũ nha. Không có được lễ clip cũ đó. Lam à, mà xin con đó, mà năn nỉ con đó, hay là con muốn má quỳ? Không, quỳ thì hơi lố. Con muốn má như thế nào má cũng chấp nhận hết đó. Má xin con là vợ thì con phải biết nghe lời chồng, biết nể sợ chồng chứ Lam. Con không có đồng ý. Con đó hả, con muốn là chồng con phải sợ con, chứ con không có muốn sợ chồng. Bà Lam à, mà sinh con đó, mà năn nỉ con đó. Người xưa ta nói là chim quyên kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng nhẹ nhàng dễ nghe, mà con mà sinh con đó mà Lam. Không có sinh, không có cái gì hết trơn á. Cái ý của con muốn sao là con muốn. Má không có được nói vô. Má biết rằng cái nhà này hả,
con là cái người mần ra tiền nhiều nhất, cho nên con muốn xài, con muốn làm gì làm, má không được quyền ý kiến ý còi với con hết đó. Thôi, khoan đừng quay nữa, xả dài đi. Cái gì vậy? Sao đâu không những tốt quá mà cũng không nên quay nữa đâu. Sao vậy? Tốt lắm mà làm được hả? Nhưng mà cho tôi hỏi là bộ con Lam nó dữ như vậy hả? Nó thấy ghét như vậy đó hả? Không. Cái chuyện sự thật nó không phải diễn ra như vậy đâu. Vì Hạnh nghĩ là đúng rồi đó. Vợ con thật sự là không có hung dữ như nãy giờ mẹ của con diễn. Mà mẹ của con không có hiền dịu như nãy giờ vì Hạnh diễn đâu, sai bét hết rồi. Con khó xử quá. Bây giờ sao bây giờ? Không biết sao cho vừa lòng hai người nữa. Thật sự là con muốn má và vợ của con yêu thương hòa thuận nhau, sống chan hòa dưới một mái nhà. Vậy thôi ha. Lam ơi, chết rồi. Lam ơi, có chuyện động trời rồi Lam ơi. Lam, chuyện động trời. Trời, cái gì vậy? Sao bây giờ bà không nói tôi biết? Tôi mới biết đó Lam ơi. Bà mới biết? Trời, cái gì mà kinh thiên động địa gì nè, bà bị cái gì? Hả? Hay là trời, thôi chết rồi, cái kiểu này là chắc ông tài nhà bà. Trời, Lam ăn thua lỗ hả? Hay là công ty phá sản, hay là giật nợ, hay là giật hụi? Hả? Hay là chơi banh, hay là đánh số đề? Cuối cùng là bị cái gì? Trời, Lam ơi, nhưng mà cũng may là tất cả những cái bi kịch này nãy giờ bà nói nó phải là nhà tôi mà nhà của bà đó. Cái gì vậy? Mà sao xỉu? Giờ phút này xỉu không phải là kế sách tốt đâu. Phải ngồi dậy, mình giải quyết cái chuyện này nè. Sao nè? Bán nhà của tôi. Ừ, đúng rồi. Hồi nãy tôi đi về, tự nhiên tôi bước ra cổng, tôi được thấy cái bảng này nó ở ngay cái số nhà của bà. Bán nhà là sao vậy? Hả? Bà làm ăn thua lỗ mà bán nhà hả Lam? Sao? Vợ con nó kêu điện thoại cho con chưa? Sáng giờ con cầm điện thoại trên tay con đợi hoài mà có gọi đâu. Cái gì vậy? Vừa mới nhắc cái vợ con gọi liền nè. Thì cái hỏi con nói sao? Từ từ thôi, ào. Alo. Tại sao anh dám không hỏi ý kiến tôi, anh dám treo cái bảng bán nhà trước cổng hả? Đâu có. Cái đó không phải anh nha, anh không có tự ý. Anh đâu bao giờ dám làm chuyện gì mà không hỏi ý kiến vợ của mình. Cái bảng đó là má anh làm á, anh không có làm. Anh quá đáng lắm. Dù gì tôi cũng còn sống trong căn nhà này mà tại sao mọi người có thể đối xử với tôi như vậy được? Anh nói đi, bây giờ anh với má anh đang ở đâu? Anh nói cho em biết luôn nè, anh đang ở bên nhà dì Hạnh á, em qua đây luôn đi. Từ từ, bình tĩnh. Bây giờ vấn đề quan trọng là mọi người đang ở đâu hả? Ở cái nơi mà khi nào mà gây lộn nó tập trung qua bệnh hết á. Ôi, hiểu. Nơi đó rất là lợi hại. Nhưng mà khoan, bây giờ mình biết mọi người đang ở đó rồi, mình tính cái chuyện đó sao? Giờ tôi hỏi, mình trở lại cái vấn đề này đi. Bà sao? Có ý định bán nhà thiệt hả? Nói đi. Tôi làm cò cho. Tôi kiếm lời. Cái nhà này là coi như là tôi giới thiệu, tôi có hoa hồng. Bà đi thôi. Dạ, em chào chị Hạnh. Thưa má. Thưa chồng. Dạ má ơi. Dạ con xin lỗi má, tại con sai rồi. Con mong má tha lỗi cho con. Má đừng giận con nữa, má giận con hoài tội nghiệp con lắm má. Kiếm tôi làm gì? Xong đi luôn đi. Dạ, sao con đi luôn được? Nhà mình có má với chồng con, sao con đi luôn được? Con tại vì con nhiều việc quá nên con ngủ lại trên công ty đó má, nên mà con quên điện thoại về chứ con có ý gì hết má. Dạ, bữa nay con qua đây con xin lỗi má, con mong má đi về nhà, con biết là má lo lắng cho con, chồng lo lắng cho em lắm đúng không? Lo sao không lo, nghĩ sao bỏ nhà đi mà người ta không lo, lo cũng rớt tim ra ngoài luôn. Mốt không dậy nữa kìa. Dạ. Ngủ ở văn phòng tại sao không gọi điện về báo tin tiếng cho người ta yên tâm hả? Còn tắt điện thoại nữa. Dạ con biết lỗi rồi, không mấy thôi má với anh đừng có đi đâu nữa, về nhà đi, con xin lỗi má. Con sai rồi má. Má tha lỗi rồi đó. Ai? Anh nghĩ vậy? Má đừng giận con nữa, Di Hạnh. Thôi bà ơi, bà tha cho con dâu đi nghe. Tôi nể lời bà đó nghe. Tôi về á, nhưng mà một lần nữa đó hả, tôi tống cổ ra khỏi nhà luôn đó.
không có lần hai à. Đi con.